Tao đổ mình tao chỗ đổ mình xèo cái nè. Em đi vui bên đây. Một người đổ nhiêu chảo à con? Mười chảo. Vậy hả? Dầm lên chưa cô, nó đi dầm lên coi. Một người đổ 10 chảo nha cả nhà. Đó, đây là bánh xèo của chú Hữu Duyên nè. Được rồi, năm rồi cũng có quay hết lần. Chú năm nào tới đại lễ thì chú cũng làm việc thiện không à, cũng đãi cho bà con mình. Chiên bánh chứ không phải là đổ. Chiên. Giải quyết người hai bánh, hai bánh thôi. Rồi. Nè nè, người hai bánh đi. Rồi. Đi ăn lấy thảo đi rồi chút trở lại hai bánh đi rồi. Cái này rất có bọc đó. Cái này gì dai? Dạ lên mình cầm cài. Lên mình cầm cài. Hai bánh xong cũng hút được quên là hai. Đây con. Năm nào cũng đã đãi hả con? Bánh xèo nào, bánh xèo không nào đâu. Đậu quá ngon. Cái gì ơi, bánh xèo cái gì ơi, ngon quá rồi nè. Chú đâu quay chú? Ở Phúc Tân mình nè con. Dạ, năm rồi con có quay lên đây quay nữa. Dạ. Ồ quá nhiện. Dỗ điện thoại. Mấy cái khác cầm. Hello, xin chào các chú anh chị, hôm nay trở lại kênh của Đông Nguyễn nha. Hôm nay Đông Nguyễn đã đến tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân. Hôm nay là ngày lễ 25 tháng 11, lễ đản sinh của Đức Quỳnh Giáo Chủ lần thứ 104. Thì Đông Nguyễn xin mời cả nhà đồng hành cùng Đông Nguyễn coi diễn biến sáng 25, bà con đổ xô về đi dự lễ như thế nào, thì xin mời cả nhà đồng hành cùng Đông Nguyễn nha. Hôm nay buổi sáng thì bà con cũng đổ xô rất đông nha cả nhà. Thì Đông Nguyễn sẽ quay trực tiếp cho bà con xem ngày 25 như thế nào. Từ thiện Phúc Nam luôn. Vậy. Dạ. Cho tôi có hỏi cô thì cái nhỏ gì ạ? À? Nhỏ mũi hả? Nhỏ mũi. Có nhỏ mắt, nhỏ mũi. Trời ơi, quay phim. Kìa quay cái bản rồi nha, cái kia nó không kìa thấy ghê rồi. Trời ơi, chỗ này ai? Ai chỗ này ai? Đâu không?
chưa biết cô cô phát thuốc nam rồi phát thuốc tây nữa nha, ba thứ rồi. Để chú đáo an toàn tiết kiệm đúng hướng dẫn của ban chỉ đạo trung ương, bản thân mỗi đồng đạo chúng ta và các tổ chức trực thuộc trong hệ thống giáo hội phải thường xuyên kiểm điểm những mặt mạnh yếu trong hoạt động tạo dựng để phát huy ưu điểm khắc phục khuyết điểm. Chạy cơm ở sau chùa giấc này cũng 8 giờ mấy nha cả nhà, bà con cũng đổ xô vô dùng cơm dữ lắm nha. Này tổ hũ xào hả? Tổ xào ba chả. Chả hả? Mình kêu hỏi thi được không? Mình chỉ để đồ giống như mình ăn cơm đồ. Thôi mình nêm nếm khẩu vị của mình. Cái đồ này ở đâu đãi ta? Ủa anh hả? Trời ơi. Cái nhà đó. Chưa ăn thử qua cho anh thử cho biết. Mà năm đãi đâu rồi? Qua ăn thử biết cái gì. Vậy hả? Thôi mình nêm nếm mà. Mình có ở thi được cũng ngon lắm. Dành lá mình á. Để mình thử đi. Ăn mừng biết đi. Thank you.
Lấy liền luôn, bước qua lấy liền luôn. Con bước vô đây là lấy luôn mà. Chụp đây nè, bên hông nè vậy. Vừa rẻ vừa đẹp vừa sang vừa hợp thời trang luôn mấy chị.
bà làm gì mà đi mà đi nước cái bọc chai nữa cái hai chai không chịu được cái nước đậm đà một bốn hai lần nghèo một bốn nghèo thơm giải rồi tới nghe thơm một bốn hai lần nghèo hai lần nghèo một bốn nghèo thơm chẳng muốn gì sáng hàng năm này bà con đi cũng thưa thớt qua cả nhà. Chỉ ông là ông mua cái là có ly cà phê uống liền đó không? Áo này mấy chị ra một cái 35.000, ba cái 100.000, một sọt trái cây một cái 35.000. Bà con ơi, ngay cầu mới đôi luôn. Năm nào cũng có chứ. Năm nào cũng có trơn. Lễ 18 tháng 5, 25 tháng 11. Có lễ là có đãi à. Là ngày làm thứ hai à, lấy. Ông xin lại gà cho ông xin gà. Lấy sao tao chạy đẳng mua cây thì mày ơi, lon hết rồi. Hello, hello.
lên tổ đình đang bị kẹt xe cả nhà. Quá khứ cái này đổ xô về tổ đình rồi. Bà con đổ xô quá đông rồi nên nó kẹt xe. Quá khứ rồi. Hồi nãy ở chùa sao ít mà lên đây tổ đình quá khứ đông luôn rồi cả nhà ơi. Giờ kẹt xe ở đây luôn rồi. Giờ người ta đổ vô xua về tổ đình quá khứ rồi. Hiện tại mình chạy cũng không được nên mình đậu tại chỗ luôn nè. Lớp quay đầu xe lại luôn được. Ở dưới chùa thì trống hơn trên tổ đình. Tổ đình bây giờ quá khứ rồi. Mình cũng nhất nhất ta. Lên tới chỗ tổ đình. Cái này trống trống lại bớt à, để xe. Mình tới chạy cơm số 3 ở trên tổ đình nha cả nhà. Chút rồi mình đi vô tổ đình. Đây cũng có phát thuốc nữa. Tới đầu cũng có thuốc có nước hết. Sao bé không lấy? Hết hả? Mình đi tới tổ đình rồi. Tổ đình ở đây có đãi bánh xèo. Bánh xèo ở viên mình vô coi coi sao có nhận. Vô tới cửa cũng có đãi nước luôn. Bây giờ mình đi vô coi người ta bãi bánh xèo là sao nè. Kèo ướt YouTube, YouTube này đã lên nè. Nó sau nãy giờ thấy YouTube đó, YouTube này bộ mới gì nè, gương mặt mới nè. Vô trong luôn đi, vô trong luôn đi. Tại chỗ luôn. Tại chỗ bà con ăn kèo đang đãi ngay cả nhà. Rồi, vô trong đi, vô trong có bàn trống á, vô trong luôn. Vô trong luôn. Xèo đổ quá ngon. Quá ngon, bánh xèo quá ngon. Ừ.
Rồi rồi, cô bác ngồi đi, cô bác ngồi đi. Đi 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 giờ đi sâu vô chỗ đổ bánh xèo luôn cả nhà ơi. Đây mình tới chỗ đổ bánh xèo ha, chỗ này chỗ ta lựa rau đây. Tới đổ mình tới chỗ đổ bánh xèo cả nhà. Một người đổ nhiêu chảo à cô? Mười chảo. Vậy hả? Dầm lên chưa cô, nó đi dầm lên coi. Một người đổ 10 chảo nha cả nhà. Đó, đây là bánh xèo của chú Hữu Duyên nè, được rồi năm rồi cũng có quay hết lần. Chú năm nào tới đại lễ thì chú cũng làm việc thiện không à, cũng đãi cho bà con mình. Chiên bánh chứ không phải là đổ. Chiên. Giải quyết người hai bánh, hai bánh thôi. Rồi. Nè nè người hai bánh đi. Rồi. Đi ăn lấy thảo đi rồi chút trở lại hai bánh đi rồi. Cái này rất có bọc đó. Cái này gì dai. Hai bánh không có hút được qua hai cái. Đây cô, năm nào cũng đã đãi hả cô? Đổ quá ngon. Cái gì ơi, ăn bánh xèo cái gì ơi, ngon quá rồi nè. Chú đâu quay chú? Ở Phúc Tân mình nè cô. Dạ, năm rồi con có quay lên đây quay nữa. Dạ. Ồ quá nhiện. Dỗ điện thoại. Mấy cái khác cầm. Tám người đổ lên meo kìa. Vậy là mình đãi hôm qua nay hả cô? Ba bữa này hả, ba bữa? Là đãi bữa 23 ha. Dạ. Vậy là bánh xèo của chú Hữu Duyên đãi tới 3 ngày luôn cả nhà ơi. Đi thêm 2 đi thêm 3 đãi. Dạ. Nó xức cái bánh ngon. Một người vậy là chiên 10 chảo hả? 10 chảo, đúng 10 chảo luôn rồi cả nhà. Sao cô ngon không cô? Béo bây giờ đây.
đỏ đấy không có nhà. Không, cái bánh này đổ mỏng mà nó ngon, giòn. Vàng rất là giòn nha. Cả nhà nào có xem cái video này thì lên chỗ hẻm này, hẻm số 9 hả ta? Hẻm số 9 tại Mỹ Lương nè cả nhà. Bánh xèo Hữu Duyên. chiên nhưng bánh cho đổ rồi bỏ không ăn đấy. Rồi bánh xèo chiên, bánh xèo chiên. Quá lợn chay ô, bánh xèo giòn béo thơm ngon nè con. Chú tên gì vậy chú? Đông Nguyễn Block. Rồi cần anh gì? Dạ Lê Minh cơm chay. Cơm chay hả? Lê Minh cơm chay. À Lê Minh cơm chay ha. Rồi nữa ủng hộ qua lại. Nghe cơm chay đâu mà không biết cái gì chứ. Lê Minh hả? Lê Minh cơm chay. Cái gì nó lại chứ? Đông Nguyễn Block. Đông Nguyễn Block. À, kênh của anh thì cũng mới đây thôi nhưng mà cũng đi quay ở đây nè, anh ở đây Phú Tân mình. Mình mới quá đèo quá gần. Nó ngon mà ngủ. Bánh xèo này giòn cả nhà. Ngon quá. Mà nó béo nữa. Giòn béo mà thơm ngon. Ngon mà sắc gì đó nha cả nhà. Này vô quê này qua dữ rồi. Bữa nay là kết thúc gì mà một năm đông lắm em, mình năm nào. Dạ nhưng rồi cũng có lên đây quay nữa. Rồi là kết. Rồi dẹp đi. Cục sắn là cái ao. Lửa đi. Lửa 2-3 trái, 3-4 trái gì đó rồi. Quay lâu chưa? Hai em quay lâu chưa? Dạ, mới về đây mấy tháng. Vậy hả? Dạ. Ở đây người ta đẩy cháo cả nhà ơi. Bây giờ đi tới đâu cũng có chỗ đãi ăn cho nghe cả nhà. Ăn bánh có không? Mày mua. Tiếp tục vô tủ đình nữa nha. Hiện tại giờ mình đã đến tủ đình nữa nha. Thì bà con đổ xô vào đây cũng rất đông. Hai bó nhang thơm. Nhang thơm bích tà đến tối hai bó 50 ngàn, hai bó nhang. Vô tới trước sân nè. Trước sân tủ đình thì cũng có làm hai con phụng bằng cái cây. Đi hai con rồng. Đây là chiếc xăng cố định. Rồi. Rồi mình đi sâu vô trong rồi. Bà con nhắc này đổ chua vào đây cũng hơi đông đông rồi ha. Ở đây thì bà con người ta cúng lại. Bây giờ mình ra hậu sau tủ đình. Còn quá đông rồi, mày đổ người quá đông. Để sao
quá đông rồi. Quá khứ cái hậu sao Tú Đình quá đông luôn cả nhà ơi, quá khứ đông luôn rồi. Cái này mới có 9:30 mà bà con đổ xô quá đông rồi. Chị xã mà anh. Cả nhà nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Đông Nguyễn nha. Đông Nguyễn xin chào cả nhà, bye bye, hẹn lại video sau.